Chúc đại gia đình an lạc quý vị. A Di Đà Phật. Cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn mà chư tổ sư nói rằng giúp cho chúng sanh bán khổ. Có những người lúc chúng ta mà đương thờ đầy đủ, sống vui vẻ, khỏe mạnh, thì đối với pháp môn niệm Phật này có khi chúng ta chưa chú ý quá. Hết pin hả chú? Khi chúng ta chưa chú ý quá đâu. Nhưng khi chúng ta mà khó khăn khổ đau, thì chính ngay cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn mà giúp cho chúng ta hết khổ. Giống như cái câu chuyện mà bà cụ quá khổ đau vì một gia đình, vì con cái bất hiếu, mà đến chùa gặp một vị thầy, bà than thở khổ đau. Vị thầy hỏi bà rằng tại sao bà khổ gì mà bà không bán khổ đi. Thì trong lòng bà nghĩ rằng khổ bán ai mà mua đây. Thì vị thầy nói rằng là bà chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật thì bán khổ. Bà nói rằng nhà chật chội, hai mẹ con ở rất chật chội, ở dưới sàn nhà thì nuôi heo, dơ giấy lắm. Vậy thì có niệm Phật được hay không? Vị thầy nói rằng được. Bà cứ chân thật niệm Phật, làm bất cứ việc gì bà cứ niệm Phật. Còn lúc nào mà rảnh rỗi sắp xếp được thì đến chùa lễ Phật. Còn lúc bình thường ở nhà cứ chân thật mà niệm Phật. Bà chân thật nghe lời. Từ đó về sau bà siêng năng niệm Phật. Cuối cùng bà biết ngày giờ giáng sanh. Bà giáng sanh về thế giới cực lạc, hoàn toàn bán khổ. Nên cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn mà giúp cho chúng sanh mà giải quyết vấn đề khổ đau. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà khi Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng đến hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, Bồ Tát Phổ Hiền mà khuyên chúng sanh niệm Phật, dẫn dắt chúng sanh cầu sanh cực lạc. Khi Hòa Thượng Không Ngài giảng tới đoạn này thì Ngài ngưng giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vì Ngài nói rằng là Đại Bồ Tát Phổ Hiền còn khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh cực lạc, ta là ai mà không niệm Phật. Nên chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ để khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng là cái pháp môn niệm Phật này, nếu như nhiều người mà tin, mà áp dụng, mà niệm Phật, thì cái kiếp nạn nhân sinh sẽ được quá dài. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng là niệm Phật là một phương pháp quá giải kiếp nạn nhanh nhất. Ngài cũng từng nói rằng là thời đại nhiều kiếp nạn, chỉ có pháp môn niệm Phật này mới có thể kịp thời cứu vãn được kiếp nạn. Nên có những người, người ta hiểu về văn tự, tự lý luận đồ nhiều, có khi người ta xem rằng pháp môn niệm Phật này đơn giản, bình thường. Có khi người ta không niệm Phật, nhưng mà không ngờ rằng là cái pháp môn niệm Phật này tới bậc Đại Bồ Tát còn phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ta là ai mà không niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên cả đời của những đức, từ đây cho đến khi mình mà chết đi, bản thân mình sẽ quyết chí rằng là chân thật đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu. Tại vì sao? Pháp môn niệm Phật này là pháp môn đại thù thắng. Quý vị nhớ rằng là chúng ta có thể mất tất cả những cái thứ thế gian này chúng ta tạo ra,
Nhưng chỉ có một thứ mà chúng ta nhất định sẽ giữ được, nếu như mình tin, đó là câu Phật hiệu. Còn nếu như câu Phật hiệu này mà mình không niệm nữa, thì dù ở thế gian này mình có nhiều thứ của cái vật chất cỡ nào, nó cũng vô nghĩa. Nên vì nhớ là chỉ có câu Phật hiệu cho chúng ta sự bình an nhất. Nên mỗi ngày chúng ta phải siêng năng tinh tấn niệm Phật. Và chỉ niệm Phật mới là cái hành trang mà dẫn chúng ta đi đến chỗ giải thoát, giải quyết cái khổ đau của cuộc đời này. Nên mỗi người mình dành thời gian để mà mình tu, nếu mình sắp xếp được. Nên bây giờ thí dụ như mình bây giờ thời gian mình tu, sáng thì 4 giờ tu, trưa thì 9 giờ tu, chiều thì 2 giờ 10 tu, tối thì 6 giờ 30 tu. Tu xong rồi nói chuyện, xong rồi lại quay tới 8 giờ tu tới 8 giờ 45. Rồi xong rồi từ 9 giờ tu tới 9 giờ 45. Còn thứ bảy thì còn khoảng 5-10 phút nữa, 12 giờ. Thì từ cái 14 qua 15 chúng ta tu lúc 12 giờ khuya, với thêm ngày 14 và 29. Nên mỗi tuần thứ bảy thì cứ 12 giờ khuya. Có nghĩa là cái thời gian mình tu không nhiều, nhưng mà nó sắp xếp cho mình có giờ giấc để mà mình ngưng được một khoảng thời gian nào đó, rồi tiếp tục công phu, tiếp tục công phu, tiếp tục công phu. Ai mà duy trì được cái cách công phu này tuyệt vời lắm quý vị. Chính bản thân những đức thế thật sự là 15 năm những đức đi tu, mà chỉ có một tháng mấy nay là những đức mới cảm giác được cái niệm Phật thù thắng. Mình tin có Phật hiệu từ xưa giờ đó, nhưng mà bản thân mình không có không dụng công tu quý vị. Không dụng công. Nếu ai mà là người có thời gian quý vị, những đức nhìn cũng rất nhiều người á, nhìn thấy rất nhiều người mà một ngày vậy là họ duy trì thời khóa công phu 4-5 thờ đều rang. Quý vị duy trì những thờ công phu này đi rồi quý vị sẽ thấy sự an lạc và cái bình an, mà cái pháp vị của niệm Phật tuyệt vời lắm quý vị. Thật sự nếu như mà quý vị mà làm một công việc gì để bị kiếm tiền, nhưng mà quý vị dành thời gian đó vì tu, dành thời gian để bị tu, quý vị sẽ thấy cái tâm quý vị nó sẽ rất bình thản, bình an và biết đủ. Lạ thì có câu Phật hiệu này giúp chúng ta biết đủ. Hay lắm. Trong câu Phật hiệu nó có diệu pháp âm quý vị ơi. Mình niệm, mình tu là sẽ cảm giác được sự an lạc tuyệt vời lắm. Nó một tháng mấy nay là những đức là cứ duy trì công phu. Bây giờ là ngày nào những đức cũng duy trì 5 thờ tu. Còn mỗi tuần thứ bảy thì được thờ là 6 thờ. Thì quý vị biết rằng là cứ duy trì như vậy mà những đức thấy rõ ràng luôn, nó an lạc một cách rất là lạ thường. Thì đúng là rõ ràng cái pháp môn tịnh độ này, nếu như mà mình muốn cả đời mình mà tu mà không bỏ, chỉ đúng con cái là niệm Phật an lạc. Chỉ đúng một cái là niệm Phật an lạc. Còn nếu như mình niệm Phật vô vị là bỏ cuộc chắc chắn luôn. Mà cái niệm Phật vô vị là ngay chỗ này nè quý vị, là chúng ta quá nhiều tạp tâm và quá nhiều vọng tưởng, quá nhiều bận tâm đem vào thời công phu. Có nghĩa là vào công phu quá nhiều thứ, quá nhiều thứ bên trong nó còn dữ dằn hơn là mình niệm Phật nữa, thì tức khắc niệm Phật vô vị. Nên trước thời gian công phu chúng ta lọc bớt đi, lọc bớt, để ngoài đi, tạm thời để ngoài đi, vô tu một thời một tiếng hồ nghiêm túc, tức khắc có được cảm giác niệm Phật. Mà đã có cảm giác niệm Phật là không bao giờ bỏ pháp môn niệm Phật. Nhớ kỹ, chỉ cần có sự an lạc là không bao giờ bỏ pháp môn niệm Phật. Nên tổ sư nói rằng là trong gia đình bạn có người niệm Phật là trong gia đình bạn có hương thơm trang nghiêm. Một căn nhà nhỏ bạn niệm Phật là căn nhà nhỏ của bạn trang nghiêm. Hoàn cảnh nơi đó niệm Phật lâu dài, hoàn cảnh nơi đó sau này sẽ hoàn toàn thay đổi. Nơi nào chỉ cần có người niệm Phật kiên trì niệm lâu dài, nơi đó tức khắc thay đổi. Nếu như dòng họ từng đời, từng đời, từng đời, từng đời cứ chết yểu, chỉ cần tới đời người đó có người niệm Phật ăn chay, tới đời người đó dứt, dừng lại liền. Cái công đức niệm Phật không thể nào mà nói hết nổi đâu, bị thù thắng lắm. Còn con cháu sinh ra chậm nói, ít ăn, khó dạy, quý vị chỉ cần chân thật vì niệm Phật đi,
Vì cứ tin Phật với niệm đi, vì đừng đặt vào vấn đề đó. Niệm từ từ chuyển hóa. Phải tin nghe. Bản thân mình nè, phải áp dụng hành trì, phải tin. Dù lên bờ xuống ruộng gặp sự trở ngại gì cũng niệm Phật đi. Vì từ đây làm cho người này đau xương giật mình, nhức đầu nhức cổ, khó chịu chung chung, rồi lúc đó vượt qua, ông chờ mới giao phó công việc. Không chi từ đây về tới thế giới cực lạc, làm sao thuận bờm xuôi gió hả quý vị? Còn nếu như mà mỗi ngày sống cho qua ngày đoạn tháng, hoặc là dù bây giờ mình có ở trong ngôi chùa mà mỗi ngày không dụng công tu, không gây dựng được cái tâm giải thoát, có khi còn thua những quý vị là người cư sĩ mà mỗi ngày dụng công tu phát tâm cầu giải thoát. Nếu để cho qua ngày đoạn thác, cứ để đi qua thời gian, đến tuổi già chết đi, thì một đời mình thật sự để luống qua. Dù rằng là mình nói đây là việc thiện đó, nhưng cái việc thiện không thể nào so sánh với việc niệm Phật cầu sanh cực lạc được. Việc thiện không thể nào chuyển nghiệp, mà chỉ thật sự niệm Phật mới chuyển nghiệp. Nên tổ sư nói rằng niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Nhưng phải niệm lâu dài. Mà chữ lâu dài này là tín nguyện nè. Niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Phàm tâm là gì biết không? Hơn thua tranh giành đấu đá, tính toán so đo từng ly từng tí, đó là phàm tâm. Mà chỉ có niệm Phật mới mở tâm lượng, mà mở tâm lượng mới chuyển phàm tâm. Thật sự niệm Phật chuyển mở tâm lượng quý vị. Quý vị niệm Phật, quý vị từ một người keo kiệt niệm nhất định quý vị sẽ rộng rãi liền. Mà khi bị rộng rãi là tâm mới bị lớn ấy. Thật sự có những người, người ta nghe gì ta niệm vài bữa, ta nói niệm hoài mà có thấy tâm lượng lớn đâu. Thôi rồi. Nó lâu dài là phải tín nguyện lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Nó lâu dài mới chuyển được túc nghiệp. Mình niệm vài bữa vài ngày là mình chạy mất tiêu rồi. Sao chuyển? Mình bị nó chuyển chứ mình sao chuyển được. Thấy không? Đó. Nên có Phật hiệu này phải tin, phải chân thật mà niệm. Pháp môn tịnh độ này pháp môn đại thù thắng đó quý vị. Phật đã nói rằng pháp môn này là pháp môn khó tin mà. Đây là pháp khó tin mà. Nên rất là nhiều người tu mà bỏ, hoặc rất là nhiều người không tin. Thì chuyện này bình thường, tại vì Phật nói pháp này pháp khó tin. Ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngài nói rằng cái pháp môn tịnh độ này về sau hàng cư sĩ thành tựu nhiều. Vì tụng trong kinh Vô Lượng Thọ đi, Niêu Bạc Bồ Tát thì 2 vị, Niêu Bạc A La Hán thì 4-5 vị, nhưng cái phẩm của cư sĩ thì rất là đông. Vì để ý nghe, có nghĩa là cái pháp môn tịnh độ này về sau hàng cư sĩ thành tựu rất nhiều, vì hàng cư sĩ chịu tu, chịu tin, chịu áp dụng. Và thêm pháp môn tịnh độ này rất phù hợp thời đại là vì sao? Vì phù hợp vào thời đại con người bản biểu. Vì để ý rõ ràng luôn. Mà như Đức đang đưa ra cho quý vị một cái pháp tu cực kỳ phù hợp trong thời đại bản biểu luôn. Vì coi có đúng không? Mà rất phù hợp vào mọi lúc mọi nơi luôn. Nó không chấp cứng, nó không chết cứng một chỗ nào cả. Chỗ nào vì cũng đem đi được, chỗ nào vì cũng tu được, gọi là đạo tràng di động. Đạo tràng di động. Bởi vì biết đạo tràng này á, huynh đệ anh em bên cạnh những đức chỉ có 2-3 người thôi quý vị à. 2-3 người mà phát triển được một cái đạo tràng hiện tại là giờ tu này nãy vị là hơn 2.000 người. 3 trang và thêm 1 trang mà trực tiếp Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ, thêm 1 trang Facebook hay gì đó. Rồi mấy trang người ta chia sẻ mà trực tiếp cho tu đã đông lắm. Thì quý vị biết rằng là hơn 2.000 người mà chỉ có mấy anh em thôi. Mấy anh em thôi. Còn mỗi cái thờ tu kia là mỗi thờ gần cả 1.000 người để mà cùng niệm Phật. Nếu như mà đem 1.000 người này mỗi ngày mà mấy anh em này sao lo được? Số lượng người phải đông lắm mới lo được cái đạo tràng như vậy. Vậy mà cái đạo tràng trên không trung này chỉ có vài anh em thôi. Nhưng Đức nói mấy anh em này nè, rất ý nghĩa. Nói ví dụ như những Đức là tu suốt luôn nè.
Còn chú Tâm Duyên bây giờ bắt máy nè, bật máy ổng dính vô luôn, phải tu luôn. Bữa nay ổng tu giết, bữa nay nhìn ổng đẹp trai vô cùng, quá đẹp trai luôn, tu này đẹp trai lắm, giống như diễn viên hàng hoắc thì coi á. À, tóc đồ đẹp trai, phong độ ngon lành luôn, mà tu mặt mới sáng nghe. Bây giờ tại Như Đức tu phải theo Như Đức, mà theo không tu sao được, phải theo luôn tu. À, còn thêm ông Hí, Hí là Tâm Hội. Hôm nay cũng đẹp trai lắm, áo sơ mi đẹp trai ngon lắm. À, thêm chú Tùng là Tâm gì, Tâm Hành, thấy không, có bốn người le que thôi chi mà cái đạo tràng mấy ngàn người, kinh chưa. Mà ngày nào quân bình cũng mấy ông tu được bốn thờ, còn Như Đức là năm sáu thờ, còn trung bình mấy ông bốn thờ tu rồi. Lau nhà cửa được chút đỉnh, anh em cùng tu, dọn lên buổi cơm anh em ăn cơm chung, chỉ còn hơn mà đi đứng nằm ngồi niệm Phật, tối là ghi bấm số niệm Phật, mỗi thờ bèo gì cũng được bốn thờ tu. Vậy thấy chưa, không bận biểu gì hết. Bữa nay ông nào ông nấy đẹp trai đó. Đẹp trai với cái chuyện bay luôn. Nên từ nơi đó nên cái môn niệm Phật này nó quá thù thắng rồi. Mà pháp khó tin mà mình lại tin, mà về sau hàng cư sĩ thành tựu có môn này dữ lắm nè. Nhất là cái đạo tràng không chung này xuất hiện, quý vị là hàng cư sĩ thành tựu rất đông chứ, quý vị thấy. Ừ, từng nhà tu đó. Giống như thầy Nhuận An thì đang ngồi tu ở Phú Yên, nguyên gia đình đó, thấy chưa. Từ nơi đó mà quý vị biết rằng là nguyên một gia đình ngồi tu vậy. Quý vị trong đây biết bao nhiêu gia đình tu, có những đứa con nít nó cùng tu kìa, gia đình kìa, hai thằng nhỏ Thiên Phú kìa, Thiên An, hai anh em tu kìa, thấy chưa. Nó rồi Quảng Tâm Bình Định rồi ha, tu tập quá chen luôn. Nó rồi đào hương gì, đào mương đồ tùm lum quá trời, quý vị thấy chưa. Nó, những cặp vợ chồng con cháu tu chung, đúng là một cái đạo tràng tuyệt vời. Đây gọi là tịnh độ gia đình. Bây giờ chuyển nó thành cực lạc nhân gian đó. Tịnh độ gia đình, cực lạc nhân gian. Bây giờ thấy nó an lạc vô cùng chưa. Thấy an lạc mà thấy vui vẻ, mỗi thời được niệm Phật, cứ giờ lên tu lo việc nhà rồi này kia, quá đặc biệt. Pháp môn khó tin mà mình tin thì không phải đơn giản, quý vị ơi. Đó, nên dù gặp sự trở ngại trùng trùng, cứ nắm chắc câu Phật hiệu đi, rồi mọi việc sẽ qua thôi. Yên tâm, cứ niệm Phật. À, từ hôm nay chúng ta bắt tay vào việc nha. Tuyệt đối chúng ta không bao giờ chỉ trích phỉ báng ai. Lục Tổ Huệ Năng này nói một câu rằng, người tu hành không nhìn lỗi người khác. Nghĩ quý vị, dừng luôn. Chỗ nào thị phi này kia, tránh bớt luôn. Bây giờ bắt tay vô việc, quyết định đời này phải về cực lạc nè. Ai muốn về cực lạc đưa tay coi. Ừ, đúng rồi, bây giờ cực lạc đưa tay lên. Ừ, đưa tay cao lên. Hiểu không? Ừ, cái gì cực lạc nghe. À, đời này chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc các quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ nghe. Rồi, sắp xếp được tối nay 12 giờ khuya tu, còn 2 thờ tiếp tục nữa nha. Rồi, chúc quý vị an lạc. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.